Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang có mặt ở Kiến Thụy, Hải Phòng quý vị nhé. Và Bonsai Đức Huy cái hình trước mắt quý vị là ở Kiến Thụy, Hải Phòng. Và hôm nay Bonsai Đức Huy đến thăm nhà vườn anh Thùy. Anh Thùy có tác phẩm Phu Thê Dưỡng Tử quý vị ạ. Thì Bonsai Đức Huy sẽ chia sẻ cái quang cảnh nơi anh sinh sống. Một con sông, một cái cảnh vật yên bình và một cái vườn cây cực kỳ đẹp quý vị nhé. Một thời gian ngắn thôi mà Bonsai Đức Huy chứng kiến những cái đổi thay rất lớn tại vườn anh. Trước mắt quý vị là vườn cây của anh Thùy quý vị nhé. Một vườn cây rất đẹp quý vị ạ. Và Bonsai Đức Huy sẽ dành cho quý vị một cái thước phim toàn cảnh vườn của anh Thùy cho quý vị yêu cây cả nước được chiêm ngưỡng quý vị nhé. Quý vị hãy chiêm ngưỡng vườn cây của anh Thùy quý vị nhé. Quý vị hãy chiêm ngưỡng cái thước phim toàn cảnh vườn anh để thấy được từng tác phẩm đa dạng các chủng loại và mỗi cây đều rất nghệ thuật. Và cây nào cũng toát lên cái thần thái một cái hồn cây. Và bóng dáng rất là tự nhiên quý vị nhé. Thì quý vị sẽ được chiêm ngưỡng từng tác phẩm quý của anh. Và Bonsai Đức Huy nhìn xa xa thấy tác phẩm Phu Thê Dưỡng Tử và nhiều tác phẩm khác đợt này rất là đẹp quý vị ạ. Đây anh Thùy đây rồi. Anh ơi em chào anh. À, xin chào. Đấy, Huy xem cái cây này lúc ở trên Nam Bắc Linh bây giờ đẹp chưa? Đây quý vị nhìn này. Cái tác phẩm này tên gì anh nhỉ? Em quên rồi nhỉ? Huyền Chi Vân Tùng. Đây quý vị này. Quý vị nhìn tổng thể tác phẩm. Thực sự là quá đẹp luôn quý vị ạ. Một cây cổ nhá. Một cây cổ dáng huyền như này. Sau mấy tháng là đẹp. Vâng. Làm cây không thể nhanh được. Vâng. Đây quý vị chiêm ngưỡng cái đường nét của tác phẩm. Đây là cái tác phẩm ngoài cái tác phẩm Phu Thê Dưỡng Tử ra. Thì tác phẩm này là một trong những tác phẩm đặc biệt xuất sắc ở trong vườn của anh Thùy. Bởi vì quý vị cảm nhận được cái nét thời gian trong tác phẩm. Và bên đó, bên cạnh cái nét thời gian này còn cái nét nghệ thuật. Và rất hiếm có cái cây huyền nào có một cái đường nét như vậy. Và quý vị chiêm ngưỡng cái đường chuyển của cái thân huyền. Độc đáo cái thân huyền này anh nhỉ? Độc đáo đấy. Độc đáo. Thông thường thì huyền người ta làm xuống. Nhưng mà đây trước đây người ta đã làm được xuống lắc. Vâng. Lắc. Rất là đẹp. Vâng. Nghệ thuật. Thực ra thì làm các cái hình lắc cả thân lẫn cành là nó tạo ra 3D. Vâng. Nó tạo ra cái chiều sâu để người ngắm người ta có cái sức hút. Vâng ạ. Cây này là mình làm nhanh đẹp. Trước chỉ có cắt đi mấy bông thôi, xong rồi sửa lại. Vâng. À, chỉ có hơn một năm, mấy năm, hai năm. Đẹp. Nhưng mà em cảm nhận là từ lúc triển lãm Bắc Linh thì bây giờ còn đẹp hơn nhiều. Đẹp hơn nhiều. Đẹp hơn nhiều. Bông rằm dày dặn hơn. Và theo thời gian thì bông đầy đặn hơn và dày hơn. Cái cách của và lét hơn. Làm là để cho nó đây, quý vị. Cứ để cho nó phát thoải mái cho xem nó xấu ở chỗ nào. Vâng. Mình cứ cắt xấu đi thì còn đẹp. Vâng. Ừ. Thế mà chỉ đấy sau triển lãm Bắc Linh giờ được mấy tháng chứ mấy? Hơn 3 tháng chứ mấy? Châu khác hẳn. Một cái tác phẩm
cây xanh quê quý vị nhé, cây xanh Huyền Chi Vân Tùng, một cây cỡ đại, cao từ mặt chậu lên khoảng 2 mét, và cái bóng tàn nhìn mọi góc cạnh đều cuốn hút. Cái này là cây lá móng nó mới quý. Lá móng này. Lá móng đấy. Dạ vâng. Đây là cây xanh lá móng. Nên hôm đây, ở trên Bắc Linh còn có đội yêu cây bonsai yêu cây. Nó bảo là một cái cây lá móng mà to như này thì lần đầu tiên nó nhìn thấy. Vâng. Mà quý vị cảm nhận được xanh quê mà già như này thì cây lá móng như này già lắm. Đấy. Thì tuổi như nào? Bởi vì bản thân cây lá móng là da xanh. Da xanh. Nhưng mà khi mà da đã chuyển sang màu màu trắng toát thế này thì quý vị cảm nhận được cây già như nào? Bóng tàn tự nhiên bồng bềnh. Rất đẹp. Nhìn ở góc này đẹp quá quý vị ạ. Lá móng khi nó đạt đến độ già là thân nó đẹp lắm. Vâng. Ừ. Mà nó có cái lý tự nhiên hay sao ạ? Vâng. Những cái cây lá móng người ta đều vẽ rất là đẹp. Vâng. Đây, để chứng minh cái cây này là cây lá móng già, em quay sang đây cây lá móng. Vâng. Đấy, nó xanh như này này. Vâng. À đây, vâng, cây lá móng non đây. Nó xanh như này đây. Không non đâu nha. Vâng. Ừ. Cũng không non đâu hả? Không non đâu, nhưng mà nó lâu lắm nó mới chuyển màu. Đấy, mà vẫn như này đây, không non mà vẫn như này đây. Để mà đạt được như cây Huyền Chi Vân Tùng thì còn còn lâu lắm. Đức Huy trồng những cái cây lá móng, người ta làm đều có những cái thân và cái cành để rất uyển chuyển đẹp. Vâng. Anh chơi xanh quê nhiều lắm, nhưng mà trước đây bán mấy cây lá móng về Hà Tây đẹp lắm, giờ vẫn tiếc. Vâng. Đẹp hơn cây này. Vâng. 2011. Anh nhớ là lúc đấy anh bán một cái cây lá móng nhỏ hơn như này. Vâng. Mà 180. Vâng, thế ạ. Sau khi bán đi càng đi mua càng không thấy. Vâng. Đấy, giờ cả vườn này mới có hai cây lá móng. Vâng. Đây còn rất nhiều cây cây quý hiện nay đang cái tác phẩm này cũng nhanh đẹp quá anh ạ. Nhanh đẹp. Ừ. Yeah, cây này một cây tầm trung rất là xuất sắc nhỉ. Già. Già. Cái tuổi cây này thì ngang mấy cái tuổi cây Huyền Chi Vân Tùng anh nhỉ? À, không bằng đâu. Không bằng đâu. Theo như chủ nhân cây Huyền Chi Vân Tùng nói lại nó là từ 150. Vâng. Còn cây này cũng vẫn còn địa chỉ. Nhưng mà nó khoảng 80 năm. Khoảng 80 năm. Đấy. Theo như người bán lại nói là mình có vẫn còn có gia đình, nhà này còn địa chỉ. Vâng. Thế và tác phẩm này là tác phẩm tên gì em quên rồi nhỉ? Cây này là cây đây thông thường long cuốn thủy à hay gì ạ? Cây này nó là cây hạc. À con hạc à? Ờ. Nhưng mà do cái cây nó biến hóa đi thì trông giờ nó giống như cây long. Vâng. Các cụ làm con hạc hả? Con hạc. Vâng. Hạc thì thông thường người ta làm hạc lập đứng như này. Hạc lập. Nhưng mà đây là hạc đứng ngoái cổ. Vâng. Cây này thì già. Đây quý vị nhìn nhé. Một cái đường thân đặc biệt riêng. Có những cái tử xung quanh tạo cái bố cục cho tác phẩm. Quá xuất sắc luôn quý vị. Cây nó đến tầm nó đẹp lắm. Vâng. Ừ. Anh em mình ra tác phẩm Phu Thê Dưỡng Tử đi cho quý vị ngắm. Cho quý vị đây, cây này cũng nhanh đẹp này. Vâng. Đúng là cây này cái bóng dáng hiện nay và cái bố cục cực kỳ xuất sắc. Đẹp nhỉ anh nhỉ? Đẹp. Này sang lắm. Nhưng mà tác phẩm này là tên gì anh? Cây này thì nó như là dáng não vậy thôi. Vâng. Nào.
lão và hai từ xung quanh. Cây này thì cũng quá già rồi quý vị. Cây đấy thì già. Ui trời ơi quý vị này. Cây này thì khẳng định già. Và cái bóng dáng cây này cực đẹp. Bóng dáng mà cái bố cục của tác phẩm. Anh làm là bao giờ cũng nhìn nó có mái cây. Vâng. Ừ. Cây nào không làm được thì mới chịu để bông. Vâng. Còn xếp dần 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 nhìn là có bóng. Vâng. Quý vị nhìn bông dăm anh Thủy làm nhé. Quý vị nhìn một chút và cảm nhận. Anh làm mình đều khoe gầm hết. Vâng. Những cái này nó ở đây này. Mình đánh lên đây hết. Vâng. Đánh lên này. Cái này là trước là một bông. Một bông. Trước là một bông. Vâng. Mình cắt những nhánh này đi để khoe gầm. Vâng. Cắt trên đây đi để khoe gầm. Vâng ạ. Giờ nó tạo ra mấy bông nó vẫn xếp lép trên. Cứ xếp như cái mái nhà. Vâng. Đây cái cành này là trước là ra đến đây. Vâng ạ. Ra đúng đến đây. À thế à? Ừ, đấy nó. Mất tỷ lệ. Mất tỷ lệ. Ê, cắt đi mà cả. Ừ. Vâng. Đấy, cái long này trước cũng chỉ làm Bắc Linh. Cái này vừa rồi thay chậu đây thay anh nhỉ. Đây một cái tác phẩm long này. Vừa rồi thay chậu. Đẹp quá quý vị ạ. Quý vị có nhìn thấy cây long nào giống cây long nào không quý vị? Chắc là không có. Để mình làm được những cái đường xương như thế này. Đây. Thì lọc không biết bao nhiêu lần. Vâng. Ừ. Để nó tạo ra cái xương lớn này mai từ đây lên đây. Thì sau này người chơi cứ thế bấm đây là ra bông thôi. Vâng. Không có phải làm lại. Vâng. Ừ. Khoe gầm hết. Khoe gầm ấy. Khoe gầm, khoe thân. Lộ hết những cái đẹp của tác phẩm. Quá nhiều cây quý. Và hiện nay thì cứ đà này thì vườn anh Thùy chỉ một thời gian ngắn nữa thì còn đằng sau của quý vị này còn rất nhiều những cái cây sẽ trở thành tác phẩm. Ê. Tác phẩm nào cũng rất là đẹp quý vị nhé. Một cây thấp như này. Vâng ạ. Và cũng nhìn hết các cành bồng nhưng mà lai mai vẫn lợp cả một mái. Vâng. Thì nó tạo ra cái độ cổ lão cho cây. Vâng. Ừ. Cái này cao khoảng 80 phân nhỉ. 80 phân. Đấy, cao 80 và rộng như thế này mà vẫn làm được. Bóng dáng rất là tự nhiên. Còn rất nhiều quý vị nhé. Rất nhiều những tác phẩm hoàn thiện. Gần như là tác phẩm, những tác phẩm bonsai Đức Huy chia sẻ cho quý vị là toàn những cái tác phẩm đi triển lãm được hết rồi. Và có những tác phẩm thì hoàn thiện rất lâu rồi quý vị nhé. Cái này anh ngày xưa anh chia sẻ là cái cỗ xe ngựa. Cỗ xe ngựa. Bây giờ vẫn giữ cái tên đó hả anh? Đấy tí nữa mình chia sẻ tên mình nói cái này. À vâng. Đấy quý vị này. Đây là cái cây xanh cổ. Và quý vị nhìn lại tác phẩm này nhé. Lần trước bonsai Đức Huy đến thì có chia sẻ. Và anh Thùy có chia sẻ cái định hướng của tác phẩm. Thì quý vị một thời gian ngắn quý vị cái minh chứng đây. Quý vị hình dung và cảm nhận. Cái tác phẩm hiện nay đã trông có hồn rồi. Cái này là cây anh hôm trước anh chia sẻ là làm cái hình tượng của Tổ Đạt Ma. Ông Tổ Đạt Ma hả? Đang đi đang gồng gánh. Vâng vâng vâng. Đấy. Thì hiện nay là quý vị nhìn thấy các dữ liệu gần như là đã có đủ hết rồi. Rất là nhanh.
Thế và quý vị ơi, quý vị hãy chiêm ngưỡng tác phẩm Phu Thê Dưỡng Tử, một tác phẩm gây cái tiếng vang lớn từ triển lãm Bắc Linh. Và hiện nay cái dư âm của tác phẩm Phu Thê Dưỡng Tử thì đi đến đâu mọi người cũng chỉ nhắc đến anh Thùy, là mọi người nhắc đến tác phẩm Phu Thê Dưỡng Tử. Và quý vị chiêm ngưỡng tổng thể tác phẩm. Thế Đức Huy xem sau hơn 3 tháng và bông mái nó đã đầy. Vâng. Dày dặn, và sao Đức Huy cảm nhận được cái sự bồng bềnh trong tác phẩm. Những cái bóng mái cực kỳ đẹp và nghệ thuật. Và bên cạnh cái yếu tố nghệ thuật thì cái yếu tố tự nhiên rất cao của vị nhỉ. Cái này thì nó đạt tới tự nhiên. Vâng. Và ngoài cái yếu tố đó thì là cái yếu tố quan trọng nhất là cái yếu tố nhân văn. Thì cái tên Phu Thê Dưỡng Tử thì nói lên tất cả. Phải không anh? Đúng. Cái này thì nó có cái ưu điểm là cái thế kỳ của nó đúng với cái tên. Vâng. Nhìn thích quá quý vị ạ. Đây Đức Huy quay những cái cây tùng này. Quý vị chiêm ngưỡng, anh có một số cây tùng này. Anh ơi, cây tùng nhỉ, cây tùng này. Tùng này. Đẹp quá. Làm bóng đẹp. Chỉ tiếc là đằng sau có cái lùm cây. Đúng rồi. Nếu mà lên trời thì quý vị ngắm đã lắm quý vị ạ. Thì bonsai đứng gần, bonsai Đức Huy cảm nhận được. Và đây quý vị ơi. Góc này thì chưa được chuẩn lắm. Nhưng mà quý vị cũng có cảm nhận được cái bóng tàn của tác phẩm. Tùng này anh làm nước mấy cho anh? Làm nước 2. Đấy, mới nước 2 rồi quý vị ạ. Mà đẹp này. Đây những cái này mới làm xong. Mới làm xong anh? Ừ. Vâng. Vị nhìn cái mặt sau của tác phẩm Phu Thê Dưỡng Tử. Anh ấy theo ông cảm nhận là cây Phu Thê Dưỡng Tử khả năng cây cao hơn còn đẹp nữa anh nhỉ? Ừ. Khi mà cây cao thì một số cái cách nhìn thì sẽ đẹp hơn. Vâng. Ông mà mình hạ thấp đây là bởi vì để người ta nhìn tổng bóng. Tổng bóng, vâng. Ừ. Đây quý vị nhìn này. Quý vị cảm nhận được cái nét tự nhiên trong tác phẩm. Nếu để mà làm được một tác phẩm như này, không đơn giản một chút nào quý vị ạ. Phải tâm huyết, phải yêu cây. Cái này là tâm huyết lắm. Vâng. Ừ. Phu Thê Dưỡng Tử đang ở cái phong độ cao nhất. Lá xanh đen anh nhỉ? Lá xanh đen. Đây là xanh quê lá nhựa mà. Vâng. Ừ. Có những thời điểm nó bóng như như là vải mưa. Vâng. Đẹp lắm. Đây, và quý vị này. Quý vị nhìn trông như cái vịnh Hạ Long đó quý vị nhỉ. Trông như vịnh Hạ Long. Rất là đẹp. Rêu xanh mướt. Nhìn vào tác phẩm như chúng ta được hòa với thiên nhiên quý vị ạ. Thiên nhiên trong tác phẩm và thiên nhiên trong vườn anh Thùy. Một cái tác phẩm quá xuất sắc.
Quý vị nhìn lại quang cảnh vườn anh. Vườn anh Thùy rất nhiều tác phẩm và phôi quý vị nhé, đang xây dựng. Đó, thế nào anh? Đây quý vị này, đằng xa này không cây hoàn thiện. Cây này vâng. Anh làm 9 năm. 9 năm rồi anh? 9 năm. Đây quý vị này, 9 năm một tác phẩm này. Hiện nay tác phẩm đây, tương đối hoàn thiện rồi. Những cái cành nhỏ như này là đều là 7 năm mà mới được cái cành này. Vâng. Mình kiên trì lắm. Vâng. Ừ. Nó ở dưới tầm gầm mà. Vâng. Nó lâu lớn. Đúng rồi. Thì xanh quê là làm nó lâu như vậy, nhưng mà khi nó đạt độ rồi thì nó đẹp lắm. Vâng. Nó cũng theo lý tự nhiên thôi. Vâng. Lâu thì nó đã có cái thời gian rồi. Còn cây làm xong nhanh thì làm xong nhưng mà nó không có cái hồ. Vâng. Ừ. Vẫn một cái phong cách đấy, vẫn một cái nét tự nhiên đó và cuốn hút người xem. Cốt cây là vẫn có cái ý nghĩa, nhưng mà tán cây là gần như là tán tự nhiên. Vâng. Ừ. Dù có xếp bông như nào thì anh cũng xếp trở thành tự nhiên. Vâng. Theo thời gian thì quý vị ạ, quý vị mới cảm nhận được những cái tác phẩm như thế này, sạch sẽ mịn màng như này và quý như nào để quý vị rồi sẽ cảm nhận được những cái giá trị mà các cụ để lại cho chúng ta. Và hiện nay thì anh Thùy đang phát triển rất là tốt và gìn giữ bảo tồn những cái nét văn hóa Việt. Khi mình chơi kế thừa thì những cái này người ta còn nguyên, mình đừng có cắt, làm theo cây bài bản. Việc của mình là hoàn thiện thẩm mỹ, mỹ thuật. Vâng. Vâng. À, ví dụ như là khi bắt đầu làm cây mà cái cành này nó ở trên đây, nó là cái bông này, mà kéo nó xuống đây ra đây thì trông nó rất buồn cười. Vâng. Nhưng rõ ràng bây giờ Đức Huy nhìn thấy trên đây một cái, đằng sau một bông, tạo ra khoảng không gian này. Bông đằng sau này cao hơn bông đằng trước rồi một tí. Thì vâng, cái này không còn xấu nữa, rất tự nhiên mà thành một cái tàn cây. Vâng. Còn lúc bẻ là nó buồn cười lắm. Vâng. Đúng rồi. Bởi vì cái này với cái đấy trước là một xương mà. Vâng. Vâng. Đấy. À, em cảm nhận được. Ừ. Cái gì cũng phải có thời gian. Có thời gian. Thì đấy giờ nếu như mình kẹp thước là nó một phát đấy, đấy. Để đứng đây quý vị cảm nhận được này, vòng mái này. Hợp lý nào? Bây giờ mái của mình cũng chuông mái. Vâng. Bốn phía. Vâng. Thì đấy gọi là cách làm cây tứ diện độc tứ. Vâng. Quá là tuyệt vời đúng không vị? Còn rất nhiều nhé, người ta phôi đang xây dựng. Thì cái tính kế thừa như vậy quý vị, phải có thế hệ nọ tiếp nối thế hệ kia, phải nó có cây nọ tiếp nối cây kia. Cây si này cũng quá đẹp quý vị này. Cây si. Thời gian ngắn mà nhìn được cây si này quý vị này. Đấy là trước Huy quay, giờ quay trông đã có form. Vâng. Anh nhỉ, nhìn trông đã khác rất nhiều. Thế sau này những cái rễ kia nó buông xuống nó giả thân. Vâng. Sau 3 hay 4 năm nữa nó xuống thành giả thân thì những cái cành này nó vươn ra phía trước. Một cây cực kỳ sâu hình, đẹp. Vâng. Hôm nay bọn Sa Đức Huy đến thăm vườn đường Thủy thì cái điều đầu tiên là cái điều bất ngờ, bởi vì những tác phẩm ở đây đẹp lên rất là nhiều.
và thay đổi rất là nhanh. Thì kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy vừa chia sẻ tổng thể vườn của anh Thùy tại Kiến Thụy, Hải Phòng cho quý vị được chiêm ngưỡng. Thì còn rất nhiều tác phẩm quý vị nhé, Bonsai Đức Huy về cơ bản để chia sẻ cho quý vị những cái tác phẩm ở mặt tiền, thì còn nhiều tác phẩm ở trong do chật và do thời lượng video hơi dài, Bonsai Đức Huy xin phép quý vị được chia sẻ lần sau quý vị nhé. Thì Bonsai Đức Huy xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Anh em chào anh nhé. Chào Đức Huy.